Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi mua quất các bạn ạ. Bây giờ mình đang đứng trước ở vườn quất. Đây. Đấy. Bên kia nữa kìa. Đây là cánh đồng quất ở huyện Đông Anh, Hà Nội các bạn ạ. Đấy. Bây giờ mình đi xuống vườn quất mình xem có cây nào đẹp đẹp để mua về chơi Tết các bạn ạ. Đấy. Đấy. Quất quất đây. Bây giờ ra tận ruộng mua nó tươi hơn các bạn ạ. Ở đây người ta chủ yếu trồng đào mì quất các bạn ạ. Cô kia cô ấy đang phun cho quất cho nó tươi. Vâng. Chỗ này không bán à cô? Một cây như thế này đây bao nhiêu? Cây này này, thí dụ cây này này. 1,5 triệu. 1,5 triệu á? Đấy. Các bạn ơi, cô ấy bảo là 1,5 triệu các bạn ạ. Xuống đây mấy cây này đẹp này, dưới này này. Chỗ này đây cái vườn này cô ấy bán gần hết rồi, còn mấy cây nữa. Đây. Cái này đẹp không? Cái này đẹp này, hoa rất đầy đủ. Thế này đánh thì bọn cháu cô có ship không? Hay là phải có, tự có, đéo? Có. Ship bao nhiêu tiền ship? Ví dụ về Vân Hà ấy. Hà Khê Vân Hà ấy, cách đây 6 cây. 6 cây 200 nghìn. 200 cửa. Ô, cây này to này nhỉ. Nhưng mà cây này mà đèo xe máy làm sao được? Không đèo được. Không đèo được. Lộn tu à? Nó cao lắm mà, trông thế thôi. Nói cho em quất giống này, hôm nay chẳng qua là rẻ. Mỗi năm cây này không có 2 triệu, không ai bán. Không nọ giả triệu, 1,5 triệu nó bán được. Một cây này chỉ có bền cây lắm. Nhưng mà ship đắt thế, 100 nghìn thôi chứ cô, 6 cây. Đấy, một cây này có những cây quất này có giá tầm trên 1 triệu các bạn ạ. Xin chào các bạn nha, chào cả nhà nha. Bây giờ mình đang đi ngắm đã, xem nó là cây nào đẹp. Theo sở thích của mình thì mình rộng lắm mà. Cả cánh đồng bên kia nữa các bạn ạ. Đây lọc lá hoa nhé. Đây thí dụ đèo như cây này thì được này nhỉ Phương này. Cái kia nó cao quá, nó lật. Mất đồng vu à? Đây các bạn. Đây có khách mua cây này này. Đấy vợ chỉ đèo được cây đang đào kia thôi. Quất nhá. Đây các bạn. Đây em mua thẻ cây cho cây. Có chào chưa? Cái này cũng được nãn này. Đây. Cái này cũng được này. Trông cái đấy niêu siêu thế. Trông niêu siêu thế. Vâng. Nhưng mà cái dáng này không đẹp, nó lại ngả về một bên vậy. Đây này mấy cây chỗ này vợ này đẹp quả tươi cho giói thế. Chả có hoa hè gì cả. Không có hoa. Người ta càng lọc chỗ kia thì ăn kìa, như thế kia kìa.
sao nó ra lộc sao ấy, đẹp không coi. Ơi cái này bao nhiêu? Gần 200 nghìn. Năm sao? Gần 200. Gần 200 á? 650, 700 nghìn, 4 cây. 700 4 cây. Thế? Cái này á? 700 4 cây mua này thôi. Thế đi, mua cái 700 4 cây cơ. Điêu thế? Điêu không? Còn nói thật không? Điêu! 700 4 cây em cơ. Ai bảo thật này cơ. Thật cái giả thò à? Đấy, anh ấy mua đây. Chắc anh mua. Mua 4 cây thì nó giá ôi thế được. Okay. Em tin rồi, biết rồi. Okay. Đây, đang đào hết đây còn gì. Đây 4 cây đây á. Đào đào đây á. Vợ em chưa đào cơ. Vợ hỏi đi xem. Thế thì 520 cây của bạn nào? Anh em mình làm cây mà. Anh mình hòa đèo về. À, nếu mua 2 cây như này anh mình hòa đèo về được. Dạ. Yeah. Mua đi, Phương mà cả đi. Anh nếu mà 520 anh đèo cho anh tặng cho một cây. Hỏi đã, xem đi đã, chọn đi. Đây. Các bạn đẹp quá này, quất rất là đẹp này. Quả. To. Chỗ này đẹp quá các bạn. Nắng quá các bạn, mình đang để nắng chiếu chói. Ok các bạn, rất là nhiều. Vâng, về đường nhà thầy đấy, đường môi trường ấy. Đấy, cái này hoa đẹp còn gì nữa. Cái này anh lúc nãy anh chê cái này ít hoa. Cô ơi, nếu mà ship về Vân Hà bao nhiêu tiền? Ship về Vân Hà 6 cây số. Về Vân Hà thì hỏi xe lôi em chả dám mặc cả hộ. Thế. Anh cứ mặc cả xe lôi nó dễ. Xe lôi á? À? Vâng. Thế. Chủ vườn mặc cả xe đẹp, cái này cũng được, nó tội cao, to. Để ông nhà đi vừa vừa thôi. Cái này cũng đẹp đi. Đây các bạn, những cây quất cao hơn cả đầu người. Ơi, đâu? Thế đâu đâu cái này á? Thế quả xanh chứ to nhỉ, nhưng một quả thôi nó để chơi dần đến vãi. Cái là nhìn thấy quả mập ấy. Thế. Quả này là cái múm, quả to thật nhỉ, quả to chơi là cái sướng. Cái này bao tiền cô? 150 cây như này. Nhưng mà nó quả xanh cây xanh đẹp thế, vừa quảng cáo người ta 150 không. Đây, vừa quảng cáo không? Quảng cáo thì mình cứ quảng cáo.
Như cái này thì nó chưa chín, cô sợ Tết không chín. Thế nó mới đẹp chứ, chơi lọc lá này. 300 cơ. 300 cái lá. 200 thôi. Cái đấy bao nhiêu? Cô bảo cái đấy bao nhiêu? Cái này 200. Nhiều hoa, chiếu hoa thì 200, chơi không? Bé quá nhỉ? Thôi. Em để cho cô. 200 tiền chậu mấy chục nữa. Ở nhà đây chậu. Cái này 500 hả? Ờ, này 2 cây 500. Cái bà lấy cây kia lên nhà nó, cái lấy cây này. Cô bảo cây này 200. Nói đi nhà, người ta nhà tôi đùng canh mạng, người ta nói chút bé. Ờ, thế nhà ta cũng to vậy. Cười quá, đúng sao? Ơi, cây này 250, cây đấy 200. Công trở về mệt lắm. Ồ, cây kia đẹp à, chỗ này. Cây nào cũng đắt. Kia ăn quýt đi, này cô ấy cho xem có ăn được không? Ngon không? Xin chào tạm biệt các bạn nha. Video của mình tới đây là kết thúc.